Game gì vậy anh em à? Game này giống như là CSGO, còn một phần giống như Overwatch nữa. Xem sướng lắm anh em. Đó, nó nhân vật giống như là Overwatch này anh em thấy không? Mỗi con sẽ có một bộ chiêu riêng. Ba rồ béo hả? Ba rồ béo với chúng tôi à? Ba rồ béo à? Mình sẽ bắn từ bên A qua đi. Kiểu như cái phong cách qua là một mình một ngựa. Mấy anh em sẽ công từ bên kia công qua. Anh sẽ từ phía nè. Anh lòn tới. Cái map này rộng quá, được mà mày từ C, B, A, ba bên luôn. Chơi chiêu. Bên kia em có bên đây nè, cánh bom đó. Enemy remaining. Đúng không, cốt mình bên đây nè. Mày chơi look at me, I know that I am by your side. Chắc on liền. Con của anh Lee có chiêu phù hộ độ trì cho tụi em hết chiêu. Là chiêu gì CL? Là quăng cái E ra hồi máu à. Mít rè kìa anh ơi à. Đây để kéo xuống xíu. I got you bro. Má mày cái mít này dở quá. Chắc mình phải bỏ tiền mua cái cam tầm khoảng chục triệu quá cho anh em nghe chỗ xuống xíu. Bay đồ. Enemy spotted. Shot that. Spike planted. Last player standing. Man. Trả đồ cho anh. Mẹ đó. Hết con mẹ nó tiền luôn. Đéo đủ tiền mà mua súng luôn. Tao cầm sạc gân tao thục chết cha rồi mày. Cái chiêu cuối con này giống như là con Echo anh em biết không? Được mà mày cậu bé thời gian á. Là bấm chữ X cái là được mày biến bóng. Có cái bóng đi ra bắn tụi nó. Xong rồi cái bóng mà chết thì trở lại. Đi mày này, cái cây súng bắn như lồn vậy. Thành bại là tại sống mà. Thôi đừng. Đã nói đừng đi vào mới sẽ đổ của anh Ly mà. Ôi trời ơi Tú ơi. Revealing area. There they are. Ôi bên kia Việt Nam à. Nớp. Ôi thì bạn ơi, con lùm bên kia thì bạn cũng người Việt Nam kìa. Thì bạn mày ăn rồ. Mày nhóc này ăn rồ quá à. Ah.
khởi đầu như mơ để mọi mày sau hai rau sau lòi lộn chiến sĩ. Đổi chiến thuật, đổi chiến thuật. Ừ, mất trong game, quên mở mất trong game nữa. Ai da, mở mất trong game sao ta? Alo, tụi em nghe không? Alo. Nghe giọng anh Lê rồi. Ai nghe nãy giờ thì mẹ anh em mình thua cái là thua giao tiếp đó chứ. Phải giết gà. Không, do thua giao tiếp. Có đó tụi em. Anh này mẹ ở vai trò phù hộ rồi đó. PC đi, em PC, PC. Mẹ mày đặt tên cho tắt bà rồi béo đi, không biết có bắn vô bà không nữa. Tụi mới đặt cho anh ba trợ mà thấy bắn như con cặc vậy em. Làm gì đó đi em. Xe clear, xe clear. Revealing it. Ôi giết được luôn hả? Ôi em bơm nổ mà vẫn giết được luôn à? Ê, anh cộng C, anh SC nha. Mà tụi mình được mấy mà cầm bơm sao mình không nét đi trời. Tụi nó cầm bơm thì tụi mình cảnh sát mà tụi mình không đét đi. Em mày chơi em tao không mày? Come on, let's go! You're out. Spike planted. One enemy remaining. Đó! Cái chiều cuối giống như là Echo đó anh em thấy không? B. Careful now. Bum! Ok. No charges left. Sương sương có 3 kill chứ nhiều đâu mà khen rồi mà để Ly bắn xong đi rồi anh em khen luôn một lúc. Khen tầm này là coi con hả? Cứ như cũ. Ok, bắn như chiến thuật cũ nha. You will not kill my allies. Get out of my way. Má mẹ Lê bắn ghê quá. Tuổi lồn. Alo. Ghê không điện thoại mày bên kia chat on kìa. Oh my god. Xếp.
Thường thôi mấy đứa. Phép bắn người ta tí xe. Trời kêu phát bắn giùm cái gì em rồi mẹ. Em AFK thôi cũng win nữa, có anh Ly ở đây mà. Chiến thuật đuổi nha. Quay quay quay. Đừng phải bắn nó bom kìa. Người bắn gì ghê vậy. Từ từ em. No charges left. Từ từ đúng rồi. Anh ấy có rồi nè. Cô vào cái xác cho anh. Bê chóng, bê chóng. Spike planted. Xe. Dễ chưa? Enemy spotted. Ôi, mày biết lắm mà. Lồn phát đang chơi đúng không? Lồn phát bắn gà quá, thằng phát nào vậy? Thua là tại thằng phát không đó. Phát ơi. Phát. Dạ. Anh giỡn đó phát ơi, cậu ơi, tập trung bắn cho phát. Dạ vâng ạ. Việc mẹ mày cứ thả mấy trái bơm vậy không mà mấy con lồn trời đánh này. Tao chọi chết cha rồi mày. Mẹ mày tỏ cho mấy tay cô Lâm tới đây. Chơi què dữ mua chiêu dữ vậy. Mình quăng hết rồi mẹ nè. Ê, dead bomb kìa, dead bomb kìa. Em đang dead còn mày đủ gì mày? UT á, lụm là fan tích được một điểm UT á. Còn để UT là gì? Cái gì giống như echo vậy? Ok baby. Hai điểm nữa là được chơi chơi UT. Hí dạ. Ghê không? Phải mày cầm dao thấy chém ghê không? Đánh con này không biết quăng flash thì giục mẹ nó đi à. Trời ơi sao không chờ giỡn hoài. Lát nữa thì mẹ tôi mua bom cho coi. Ờ tụi nó có chơi nhắm đó nha. Đi nào bà rò béo. Để ship cho, để ship cho em. Mẹ mày nó đông vãi lồn, nó bắt bài mày em ơi. Anh nói từ từ rồi mà, anh nghe. Anh nghe nó thở ở đâu đó mà. Nó chứ mà em, nó chứ mà ớt. Đúng rồi, nó đó. Đó trong đó, đúng rồi. Bên phải mày bố ơi. Mắc kìa. Spike planted. Hình như là A thì phải. Ôi, 1x4 kìa. 1x4 liệu được ông ta, tại mà em có anh Ly thì mới ra được chứ.
bỏ toàn mạng sống đây em à. C thì phải. Đừng có vô C. Giữ súng, giữ súng. Sao thì mày mình lùi một bước mình tiến hai bước em ơi. Map này chơi nhắm cổ không ta? Map này anh thấy nó rộng quá, chơi nhắm là như cặp luôn á. Map này ba đường. Ba đường. Ôi má mày, tôi chơi bơm mày biết rồi. This super dead. One enemy remaining. Come on, let's go. Come on, let's go. Má thời gian ít quá. Ôi cái đầu dễ giật mình mày. Đủ máu anh vừa mới trở về được với thương xác của anh. Anh đang cầm đĩa B nè. I know what must be done. Không biết tụi này cầm đĩa B đúng không ta? Nãy giờ hai bài đó. Ê. Tụi anh thấy tụi nó công B không à? Cái gồm vậy? Không, không có. Đây nè, xe nè, xe nè. Anh nghĩ là xe đó. Hai mình xe B A. Rồi, đến đây, đến đây, tụi anh qua nè, tụi anh qua nè. Đá đi em. Hai thằng luôn. You will not kill my ally. Careful now. Bên phải bên trái đều có anh ơi. Từ 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 anh bấm. Sau đi đó. One enemy remaining. Tới luôn nha, tới luôn nha. Một thằng gỡ đi anh kê cho, anh kê cho, anh kê cho, gỡ đi. 30 seconds left. Last player standing. Đồ má mày. Ây, 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 cái gì vậy? Đồ, trời, 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 ây, ây, ây. Điệt quá mày. Last round before the switch. Spend it now, or it's gone. Sao đi mày mấy quả mà mình liên mà đéo thấy nó ta? Ê, một thằng đét cổng xe đi. Anh móc bê, anh móc ra sau cho. Xe nha, xe nha, đét xe đi. Anh đét xe, anh đét xe. One enemy remaining. One enemy. Ôi, lao lên luôn. Ôi trời ơi là trời. Nice. Ok, lấy nhắm đó kìa. Nhắm ngon bãi lồn ra. Switching sides. À đủ má mày hết map luôn. Anh thấy công B dễ á.
Công B không? Công B không? Làm một cái all in B luôn không? All in B luôn. All in B nha. Bình tĩnh mấy đứa, bình tĩnh mấy đứa. Lộn kia nó bê cái gì à? Nó bê cái B51 đó. Nó tà thu trên tường nữa cơ. Ờ có thằng ở trong á. Mời mày. Đâu đâu anh? Bóp bê, bóp bê. Thằng bên bê thôi. One enemy remaining. Anh hòa máu được cho tụi em luôn hả? Trời ơi, đủ má mày Lê ơi, là Lê bắn cái gì vậy Lê ơi? Má sợ Lê còn AK hay không? Nó AK hả? Đủ AK đâu? Nó đi mà. Hai thằng AK trong đấy. 3-5 à. Chán dữ vậy trời. Tìm bạn cũng mà em mày bắn mù mắt thật. 3-1 không chơi được à? Anh em công bên đó nha, công chừng nào nó bắt bài thì anh em mình nổi chiến thuật. Ôi ôi đi kìa. One enemy remaining. Nice show. Bắn à? Nạp ca giờ sao giờ muốn end game thì sao em? Quyết lệ thôi hả? Mà muốn là AK chỉ có nguyên lệ thôi á đúng không? Thôi mày tay to được mà em có làng liên minh siêu xạ thủ qua đây bắn nó phải khác chứ. Bơ ma ố được ma mấy chỗ này đâu rồi quay ghê vậy. One enemy remaining. Nice. Ooh, that's going in the highlight reel for you. Ai đủ má mày mất cái cho mày rồi. Ôi trời ơi, 2K6 của tôi. Cái đủ má. Ủa bơm không ai lắm à? Keep them corner. Heads up. Heads up. Bên xe nhưng không có người nha, bên xe nhưng không có người.
One enemy remaining. Mà nó có 3 thằng à. Mà nãy vậy à, Lê bắn kỹ năng mới xanh, tụi nó chịu nổi. Ờ mà cái game này có FF hả em? Để win cho nhanh. Hả? Hình như không có FF rồi này. Mười sáu rau rồi, như là còn 8 rau nữa là kết thúc rồi mày. Mình win thêm 3 rau nữa không win? À 18 đúng không? 18 game nữa. 13, mình win 13 rau là mình win luôn. À. Để đi đủ quá, hóa thân rồi. One enemy remaining. Điệt mẹ mày, bật cái rời vô đéo làm ăn được cái gì trời. There can only be one hero. Mãi lồn cầm cái dao đâm nữa chứ. Cái quả hay lý quỳ chứ. Nên mãi mà anh đổi xuống nét kịp đủ quá. Mình nhắc chụp phải đang tính nhắm. Đổi cái dao. Ui bên đất áo cao nó ao hết luôn rồi. Còn hai thằng à. Giờ nó ao nữa là mình win đúng không? Sao lộn đéo ao mẹ đi. Hai lộn đéo ao đi dở vậy. Đúng là ta tinh thần chưa đấu thôi chứ ra làng. Có anh Ly thì may ra đồ quá, bắn luôn. Chạy. Rồi cắt vào rồi béo đi. Game này mua nhiêu Ly không? Chơi miễn phí em, tải miễn phí. Tải bắn miễn phí. Bấn mẹ me vị trí này hở lưng quá. Phải đứng vậy nè. Anh thích tầm bắn luôn Lê. Đông thấy đông vãi liền. Cứ tầm bắn với mấy em á hả? Careful now. Right. I stopped that. Match point. Hồi xưa xong Lê không đi bắn thì mẹ mày búp ta. Thì mẹ mày giúp Việt Nam mình ra thế giới rồi. Bắn ỏi lên ỏi xuống giờ vô bắn bút. Trời ơi đủ má mày sao mình không đăng ký đi bắn bút hay là CSGO. Ta là mình giúp Việt Nam mình ra biển lớn rồi đó chứ. Tại vì liên minh rồi mẹ mẹ. À, anh ở trong cái môi trường toàn danh hài không à. Anh không có đi xa được. Ta nghệ sĩ nhân dân đúng không? Ta nghệ sĩ nhân dân xong rồi. Má anh hại có tiền được rồi. Enemy spotted. No charge. Điệt mẹ mày bắn dở dữ trời. Nếu hit là lên nó nghiêng nhau. Má mày anh em mày hơi hừng rồi, anh em mày hơi hừng rồi. À đủ đủ đủ. Mãi rồi nó nhắm. Nó bên trái, nó bên trái em. Ờ đúng rồi, nó bên đó đó. Đó đó. I have this bike. Ôi 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 ôi. Đủ ba mày bắt dở dữ vậy. Trời ơi đây đâu. Anh đi chỉ điểm cho rồi mà. Không, là một game súng nhắm rồi. Ali chỉ điểm rồi mà bắn cái kiểu đó là chết. Em bắn với là Đại Hải à. Hải ơi, mà mày on chấm chấm. Hay là lát tao cứ tâm bắn mấy anh em ta. Mà ngày mai đi. Tới giờ mới lên rồi. One enemy remaining. There can only be one. Attackers win. Was that supposed to be a